Xin chào anh em, mình đang có mặt tại gian hàng của Roborock. Roborock cũng mang tới sự kiện triển lãm CES 24 một số cái dòng sản phẩm mới, trong đó có cái dòng S8 Max V Ultra là cái dòng sản phẩm cao cấp flagship nhất trong cái line up sản phẩm của Roborock ở thời điểm hiện tại. Như anh em có thể thấy ở trước mặt mình đây là hai phiên bản S8 Max V. Một phiên bản sẽ có màu đen ở đây là nó có cái bình nước dơ và bình nước sạch, anh em sẽ thay nước thủ công. Và có một cái phiên bản là rất là nhỏ gọn, nhìn rất là hiện đại ở đây, không có bình nước dơ, không có bình nước sạch. Nó sẽ sử dụng cái hệ thống đấu nối nước trực tiếp từ ở bên ngoài trong căn nhà để nó tự động cấp nước và nó tự động xả nước thải. Cho nên là anh em không cần phải làm bất cứ một cái thao tác đổ nước hay là châm nước nào cả. Rồi, nói sơ qua về một số cái thông số chi tiết của con robot này ha. Ở đây chúng ta sẽ có, anh em thấy là cái chổi cạnh nó bây giờ chỉ còn có một bên thôi. Và cái chổi cạnh này nó có khả năng vươn ra ngoài để nó gom được cái bụi ở trong góc tường một cách tốt hơn. Trước đó thì có một số robot đã sử dụng cái công nghệ là vươn cái chổi ra hai bên để lau góc tốt hơn. Còn bây giờ thì ở con Roborock S8 Max V Ultra này thì chúng ta sẽ có cái phần chổi cạnh có thể vươn ra ngoài. Đây. Thiết kế của cái con robot này theo mình thấy là rất đẹp và rất hiện đại. Kể cả cái phần hộc sạc của nó lẫn cái phần con robot này đều rất là đẹp. Anh em có thể thấy những cái chi tiết, những cái góc cạnh ở đây đều được làm rất là đẹp, rất là tinh tế. Roborock thì vẫn giữ lại một cái cục LiDAR ở bên trên. LiDAR này có cái tầm hoạt động là 360 độ. Với cái S8 Max V thì cái lực hút của nó thực sự rất là ấn tượng, rất là mạnh. Bởi vì bây giờ nó có thể hút được lên tới 10.000 PA. Và nó sử dụng một cái công nghệ gọi là Hyperforce Suction. Với cái lực hút 10.000 PA này thì đây có thể nói là con robot có lực hút mạnh nhất ở trên thị trường tất cả mọi hãng, tất cả những con robot hút bụi hiện nay. Con này là lau xay ở hai bên đây và nó lau rung ở phần và thảm chính, và nó có thể lau rung 4.000 lần một phút để tạo cái xung để đánh bay vết bẩn. Rồi, dĩ nhiên là con robot này có hỗ trợ những cái công nghệ kết nối mới nhất, trong đó ấn tượng nhất đó chính là nó hỗ trợ được công nghệ kết nối nhà thông minh Meizu, và anh em có thể sử dụng nó với lại Apple Home. Trước đây thì những con robot hút bụi lau nhà thì thường không thể sử dụng với Apple Home bởi vì không có tiêu chuẩn kết nối cho Apple Home. Còn bây giờ thì với con robot này, anh em nào mà đang xài hệ thống nhà thông minh của Apple Home thì có thể sử dụng nó luôn. Rồi, mình sẽ lấy ra sơ sơ cho anh em xem nha. Nè, Hello Rocky, chế độ nhận diện giọng nói thông minh của nó. Những cái công nghệ khác như là nhận diện LiDAR hay là nhận diện không gian này nọ thì mình sẽ bỏ qua, bởi vì đây chỉ mình không có không gian để mình demo và dùng thử. Mình chỉ cho anh em xem ngoại hình và một số cái thông số lưu ý, đáng lưu ý như là cái lực hút cũng như là cái tần số rung thôi. Cái hộc bụi thì khá mini. Thiết kế liền lạc ha anh em ha, đẹp. Thiết kế Roborock rất đẹp, rất hiện đại. Ở đây có một cái phần làm ướt thảm. Cái ở đây nó sẽ có bên dưới ha, để coi bên dưới. Chúng ta sẽ có một cái chổi phụ để lau xoay ở bên đây và cái chổi chính là lau rung ở bên dưới. Chúng ta sẽ có một cái chổi hút kép làm bằng cao su. Đẹp quá, con robot này đẹp quá. Thiết kế cái hộc của nó cũng rất là đẹp luôn. Để xem cái hộc. Đây là cái hộc lấy bụi của nó nè. Rất là gọn gàng. Con robot này thật sự rất là gọn gàng bởi vì nó không có, nó có thể đấu nối nước trực tiếp từ ở bên ngoài vào. Rồi, còn bên đây là cái phiên bản có cái hộc nước nè, để lấy cái hộc nước. Hộc nước có cái quai cầm đẹp ghê. Roborock thiết kế mấy con robot này quá đẹp luôn. Rất đẹp, rất rất đẹp. Rồi, ngoài ra thì chúng ta cũng có một số cái sản phẩm khác, nhưng mà mình chỉ giới thiệu với anh em cái dòng S8 V Ultra thôi, bởi vì đây là cái dòng cao cấp nhất của Roborock ở thời điểm hiện tại. Đây là cái phiên bản là Refill and Drainage System, là có sẵn cái hệ thống tự động châm nước, tự động đổ nước. Ok, chào anh em, hẹn gặp lại trong những video khác với nhiều sản phẩm hay ho và thú vị hơn tại CES 2024.